Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin thêm 19 điều cấm đảng viên không được làm, chứng tỏ tổ chức đảng đã hết sức rệu rã. Quy định mới về 19 điều đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không được làm vừa được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký hôm 25 tháng 10. Đây là quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định số 47 vào năm 2011. Cụ thể, quy định mới giữ nguyên 19 điều như năm 2011, giữ lại nội dung còn phù hợp và bổ sung một số nội dung đáp ứng yêu cầu chỉnh đốn đảng theo nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 13. Đây là hình ảnh các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam biểu quyết tại Đại hội lần thứ 13 của đảng này. Trong số các quy định mới này, việc cấm đảng viên nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài được dư luận đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, nhiều người trên mạng xã hội cũng nêu ra câu hỏi liệu những quy định này có hiệu quả hay không? Và làm sao để có thể chế tài và kiểm soát nó đây? Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình từng công tác tại tạp chí Cộng sản khi trả lời đài AFA vào hôm 29 tháng 10 cho rằng chắc chắn là không thể kiểm soát được, bởi vì trước khi ra các quy định thêm mới này đã có những quy định đảng viên không được làm. Nội dung không như thế nhưng người ta vi phạm rất là nhiều, cuối cùng có giải quyết được gì đâu. Trước kia khi tôi làm ở tạp chí Cộng sản thì chưa có quy định cấm không làm gì mà chỉ có điều lệ đảng. Nhưng mà tóm lại, những quy định cấm đảng viên người ta đưa ra chỉ là những chiêu bài để răn đe, chứ nó không có hiệu quả trong thực tế. Vì có rất nhiều cái người ta tìm cách lách, hoặc là người ta cứ làm trái nhưng có thế lực mạnh nên không động đến được. Vì vậy hiệu quả cũng chẳng có bao nhiêu. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc, người bị đã phát hiện chi hơn 50 tỷ đồng để mua quốc tịch đảo Ship. Nhưng không ai biết cho đến khi báo nước ngoài đăng tin này. Còn tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ khi trả lời đài FA từ Na Uy vào hôm 29 tháng 2 cho rằng mục đích duy nhất của việc tham gia vào Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ là vì quyền lợi, rằng đảng viên sẽ được một số ưu tiên mà người bình thường không có, chẳng hạn như các vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước đều có yêu cầu bắt buộc là dành cho đảng viên. Ông Vũ nói tiếp như sau. Đã qua rồi cái thời người ta tham gia vào Đảng Cộng sản chỉ vì những lý tưởng thơ ngây của tuổi trẻ. Ngày nay người ta tham gia vào Đảng Cộng sản vì lợi ích vật chất và địa vị. Đảng cố tình ban phát các lợi ích này để nuôi dưỡng lòng trung thành của đảng viên với đảng của mình. Đơn giản là vì nếu tham gia vào Đảng Cộng sản mà hoàn toàn không có một chút ưu đãi vật chất nào thì Đảng Cộng sản sẽ mau chóng tan rã. Và khi đã gặt hái được những thành công vật chất, những đảng viên khôn ngoan tất biết cách gửi những tài sản này ở những nơi an toàn. Đa số nội dung trong quy định mới vẫn chưa kế thừa được quy định cũ, như đảng viên không được can thiệp, tác động để mình và người thân đi du lịch, học tập, chữa bệnh bằng nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý. Không được tổ chức cưới hỏi, đám tang, xa hoa, lãng phí hoặc nhằm vụ lợi, v.v. Ngoài ra, có hai điều cấm mới hoàn toàn, đó là điều 3 và điều 13. Trong đó, điều 3 quy định đảng viên không được phép phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Không được thực hiện, trách nhiệm nêu gương phải thực hiện, và chủ nghĩa cơ hội cá nhân, vụ lợi, tư duy nhiệm kỳ, dân chủ hình thức, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời, quần chúng là những thứ đảng cấm. Nhưng dường như càng cấm thì các quan chức Cộng sản Việt Nam càng lợi dụng điều này. Đây hình ảnh công an chỉ biết còn đảng, còn mình là khẩu hiệu được treo ngay giữa thủ đô Hà Nội. Còn điều 13 cấm đảng viên can thiệp, tác động vào các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, khi thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che hoặc là ép buộc, mua chuộc tổ chức cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác. Một đảng viên đã từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam là giáo sư Nguyễn Đình Cống khi trả lời đài FA từ Hà Nội hôm 29 tháng 10 cho rằng Đảng có điều lệ, quốc gia có luật pháp, những thứ đó đủ để hướng dẫn và khống chế hoạt động và hành vi đảng viên khi tổ chức là vững mạnh, sự lãnh đạo ở các cấp tối cao là đúng đắn. Thế mà Đảng còn phải ban hành thêm rất nhiều điều cấm đoán. Việc đó chứng tỏ tổ chức của Đảng đang rệu rã, sự lãnh đạo sai lầm hoặc nhầm phương hướng,
đúng ra thì đảng phải dùng chất keo lý tưởng để tạo nên sức mạnh, nhưng rồi phải dùng đến biện pháp cấm đoán. Đó là kế sách thấp nhất mà hình như ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam không có đảng chính trị nào khác trên thế giới dùng đến. Việc cấm đảng viên nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định v.v. Theo giáo sư Nguyễn Đình Cống là dựa vào quy định nào, ở đâu, liệu có trái với hiến pháp hay không, có vi phạm nhân quyền hay không. Đây là một điều khá tù mù, chỉ có thể cấm những con người ngay thẳng. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an Việt Nam, người phát ngôn cho rằng ông Lê Đình Kình là cường hào địa chủ mới, đã bị dân mạng soi, thấy sợi dây thắt lưng mà ông đeo là của nhãn hãng Hermes trị giá tới 5.000 đô la một chiếc, tức là tương đương 115 triệu đồng Việt Nam. Ông lấy tiền đâu để mua những thứ này ngoài tham nhũng mà có. Đối với những đảng viên có nhiều mưu ma trước quỷ thì không có cách gì cấm được đâu khi việc đó mang lại lợi ích lớn cho chúng. Giáo sư Nguyễn Đình Cống nói tiếp như sau. Không những điều vừa nêu mà nhiều điều cấm nữa cũng rất khó thực hiện khi tổ chức đã rệu rã, nhà đã rột từ nóc. Lại có những điều cấm khá vô lý như cấm không thực hiện trách nhiệm nêu gương như điều 3, cấm không thực hiện tiết kiệm điều 16, cấm không thực hiện cương lĩnh chính trị điều 1 và cấm thờ ơ vô cảm với các hành động vi sai trái trong xã hội ở điều 18. Những điều vừa nêu chỉ có thể khuyến khích làm, cùng lắm là bắt buộc phải làm, chứ rất khó hoặc khó có thể cấm không làm. Người ta thường cấm làm, không ai cấm không làm, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Trở lại với việc đưa ra những quy định cấm đảng viên nhập quốc tịch nước ngoài, cấm chuyển tài sản hay cấm thực hiện các giao dịch tài sản ở nước ngoài. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, nghe thì có vẻ chính quyền hay giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn làm trong sạch bộ máy. Nhưng nếu nghĩ lại thì đây là những quy định rỗng tuếch. Nó không hề có giá trị thực tiễn, ông Vũ phân tích tiếp như sau. Thứ nhất, đó là vô số cách để chuyển tài sản ra nước ngoài mà người chủ không cần đứng tên. Một cách dễ nhất là theo truyền thống Việt Nam, đó nhờ nhờ con cháu đứng tên công ty, quỹ hay tài khoản. Và cách này ngày càng trở nên phổ biến hiện nay là chuyển tiền thông qua hệ thống tiền mật mã tức Bitcoin. Đây là hình ảnh mới đây 11 tướng lĩnh cảnh sát biển Việt Nam cùng lúc bị kỷ luật vì tha hóa đạo đức, tiếp tay cho buôn lậu và tham nhũng. Thứ hai là người ta giờ đây không cần quốc tịch nước ngoài để mà chạy trốn khỏi Việt Nam. Số nước cho phép người Việt Nam đến thăm mà không cần visa ngày càng tăng. Sau khi đến thăm với khối tài sản rủng rỉnh, khách có thể nộp đơn xin ở lại theo các diện khác nhau mà không lo bị đuổi. Và thứ ba là việc quản lý, thực hiện các giao dịch trao đổi tài sản ở nước ngoài ngày càng dễ khi ngày càng có nhiều dịch vụ giúp quản lý tài sản. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, một quy định không có tính thực tiễn được mang ra rêu rao thì chỉ có thể hiểu rằng đó là một sự trình diễn. Nó trình diễn cho dân chúng thấy rằng Đảng Cộng sản đang hoạt động rất gắt gao, nghiêm ngặt và có đầy đủ các tiêu chí nhằm dựng và xây dựng lực lượng đảng viên của mình. Và rằng những đảng viên hư hỏng, thoái hóa, biến chất chỉ là những cá biệt. Đảng Cộng sản luôn đề cao việc xây dựng một chính sách đảng trong sạch, lành mạnh vì dân tộc. Quy định này, do vậy, theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, chỉ đóng vai trò tuyên truyền về hình ảnh của một Đảng Cộng sản ngày càng xuống cấp và không còn uy tín. Một đảng mà người ta chỉ lợi dụng nó để kiếm tráp và đục khoét quốc gia. Một đảng mà sự tồn tại của nó hiện đang là một rào cản cho tự do và sự phát triển của cả dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021 với bản tin Thêm 19 điều cấm đảng viên không được làm, chứng tỏ tổ chức đảng đã rệu rã. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.